Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vấn đề và Bình luận được phát sóng trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo nội dung đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025, ban hành kèm theo quyết định số 4889 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, Hà Nội có khoảng 268.000 doanh nghiệp, đứng thứ hai trên cả nước. Mặc dù số lượng doanh nghiệp đông đảo, thế nhưng những doanh nghiệp mang tính đột phá và sáng tạo thì chỉ chiếm 0,1% trong tổng số mà thôi. Vậy thì từ cuối năm 2019 cho đến nay, đề án 4889 đã hỗ trợ được những gì cho các doanh nghiệp? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chương trình Vấn đề và Bình luận ngày hôm nay thông qua câu chuyện thành công của các doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tích cực đến từ cơ chế chính sách của Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung. Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Yến, Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Hà Nội. Xin chào MC Hải Linh, xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Xin kính chào MC Hải Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh việc đưa ra các chính sách hợp lý và đúng đắn để hỗ trợ các startup nhỏ lẻ, cũng như giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ và bền vững, thì đề án 4889 cũng đã hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội học tập và tiếp cận với những chuyên gia hàng đầu trong chương trình đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp sáng tạo do các đơn vị thực hiện đề án 4889 triển khai. Chương trình Shark Tank mùa 4, màn thuyết trình thuyết phục của hai đồng sáng lập trẻ tuổi của An Home Bùi Thành Ninh cùng Nguyễn Phú Quảng. Shark Phú, tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phú, chủ tịch của tập đoàn Sunhouse, quyết định đầu tư cho doanh nghiệp sau một loạt câu hỏi liên quan đến sự phát triển của dòng sản phẩm thiết bị điện thông minh. An Home được các sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa thành lập từ trước đó 2 năm. Trong khoảng thời gian này, các nhà sáng lập của công ty chủ yếu tập trung toàn bộ sức lực vào việc nghiên cứu, sản xuất sản phẩm. Lúc đầu chúng tôi chỉ đơn thuần là làm nghiên cứu. Thì có một điểm bất lợi cho chúng tôi là trong khi mà làm kinh doanh thì nó sẽ không chỉ đơn thuần là làm sản phẩm. Nó sẽ còn những cái yếu tố khác như là thị trường, là bán hàng, là marketing, là tài chính, là rất nhiều yếu tố, cả cái vấn đề về pháp lý nữa. Thế thì chúng tôi lúc đầu thì chỉ tập trung vào vấn đề nghiên cứu và cố gắng ra sản phẩm. Và chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều vấn đề khác và loay hoay với cái việc đó. Biết đến đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 một cách rất tình cờ, Bùi Thành Ninh cùng các nhân sự khác của An Home đăng ký tham gia nhận hỗ trợ. Từ những khóa đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp sáng tạo, sau đó nâng cao kỹ năng thuyết trình, gọi vốn, các mối quan hệ trong hệ sinh thái mở, An Home bắt đầu tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn, sản phẩm được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn. Tôi cũng rất hay là tìm hiểu và sử dụng các cái thiết bị công nghệ để là kịp theo cái xu hướng thời đại 4.0 bây giờ. Cho nên là ở nhà tôi đang sử dụng các loại thiết bị thông minh, là có thể là bật tắt đèn này, bật tắt bình nóng lạnh, hay là bật tắt TV từ xa, có thể điều khiển bằng giọng nói hay điều khiển bằng smartphone, chỉ cần có internet thôi là tôi có thể điều khiển được bất cứ ở đâu. Rõ ràng lợi ích của việc tham gia vào đề án 4889 nói riêng, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo nói chung rất to lớn. Nó giúp cho doanh nghiệp thay đổi hoàn toàn về tư duy xây dựng, định hình phát triển doanh nghiệp thông qua một loạt giải pháp bền vững. Từ đó liên kết các nguồn lực lại với nhau, tạo ra động lực thúc đẩy cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển đồng bộ nhờ vào sự dễ dàng trong việc tiếp cận với cơ chế chính sách. Vâng, trong phóng sự đầu tiên thì chúng tôi cũng đã chia sẻ về một mô hình kinh doanh thành công đến từ công ty khởi nghiệp An Home. Một công ty mà đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ đề án 4889. Câu hỏi đầu tiên có lẽ xin dành cho ông Đinh Việt Hòa. Xin ông cũng cho biết là những đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo như là đề án 4889 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ giai đoạn 2019 đến năm 2025 có vai trò quan trọng thế nào đối với sự phát triển của một doanh nghiệp ạ? Trong những năm qua, chính phủ nói chung và cũng như là thủ đô của thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng đã có những cái chương trình rất kịp thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và trong đó có những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thì những cái chương trình như vậy là vô cùng cần thiết, đặc biệt những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo thì nó có tính đột phá rất lớn, và chính đột phá như vậy thì cái góc độ mà cạnh tranh với quốc tế, cạnh tranh ngay trong nước thôi cũng là một điều rất khó khăn. Và chúng ta thấy rằng rất nhiều những doanh nghiệp đã phải đóng cửa trong những năm đầu tiên,
những cái chính sách mà hỗ trợ như vậy của thành phố Hà Nội sẽ là một trong những liều thuốc, và hay nói cách khác như bây giờ chúng ta đang rất là quen thuộc bằng cái từ vaccine, thì coi đó như một cái vaccine để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ có thể đầu tiên là tồn tại được, để có thể duy trì được, để rồi họ tương lai họ sẽ phát triển bền vững và sẽ đóng góp cho sự phát triển của thủ đô nói riêng và cho cả nước nói chung. Đó là một điều rất là cần thiết. Để tìm hiểu rõ hơn về vai trò của đề án khởi nghiệp sáng tạo như là đề án 4889 thì chúng ta nên dành câu hỏi cho bà Yến ạ. Trong vai trò là người đã thực tế trải nghiệm rồi, thì theo bà những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần nên được hỗ trợ cụ thể những gì? Ví dụ như là môi trường kinh doanh sáng tạo như thế nào ạ? Thời gian đầu tiên thì bắt đầu mình start thì rất là có nhiều cái khó khăn thách thức. Đầu tiên là vốn. Thì tôi ra trường mới được 2 năm thì cũng không có vốn, mà bố mẹ thì cũng không có gì hỗ trợ nhiều trong cái việc đấy. Thì khi đó thì tôi cũng không như bây giờ là có các cái chương trình sách tăng hay là các cái hỗ trợ từ các cái nguồn nhà đầu tư. Thì lúc đó may quá tôi cũng tìm được một cái nhà đầu tư thiên thần. Thì họ cũng đầu tư cho tôi là 120 triệu để tôi có thể mở một cái trung tâm. Là đấy là khi đó thì khi mà có được vốn rồi thì bắt đầu rất là nhiều cái mà mình loay hoay, ví dụ như là thị trường, làm sao để tiếp cận được sinh viên, các cái mối quan hệ giữa các cái nhà trường và cái trung tâm của tôi, rồi cũng như là các cái quản trị vận hành cho cái doanh nghiệp của mình. Thế thì cái lúc ban đầu đấy thì rất là bối rối và chỉ mong rằng là có một cái người mà họ có kiến thức về cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là đã đi trước rồi để họ mentor cho mình. Thì lúc đấy không như bây giờ là có cái đề án 4889 đó, thì hỗ trợ được doanh nghiệp rất là nhiều trong cái việc mà xây dựng ra một cái môi trường để cho các người trẻ, những người muốn khởi nghiệp có thể đạt được những cái, tìm kiếm được những các cái cơ hội cũng như là mentor được cho họ để họ đi đúng hướng. Chúng tôi là rất đồng cảm với những chia sẻ của chị Yến. Rõ ràng là có nhiều doanh nghiệp họ có rất nhiều ý tưởng hay, nhưng mà khi họ bắt đầu họ lại cảm thấy rất là khó khăn. Họ loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên là những đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo như là 4889 cực kỳ là quan trọng. Quay trở lại với câu chuyện mà chúng tôi đề cập trong phóng sự đầu tiên về công ty An Home, thì ông bà so sánh sao về thời điểm trước và sau khi công ty An Home đã tham gia vào đề án hỗ trợ khởi nghiệp 4889 của thành phố Hà Nội, và bài học rút ra cho các doanh nghiệp ở đây là gì ạ? Có lẽ chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của tiến sĩ Đinh Huy Hòa trước. Theo tôi nghĩ như thế này, nó có 3 cái yếu tố mà các doanh nghiệp như An Home đều gặp phải. Cái yếu tố thứ nhất đó là yếu tố về thị trường. Cái yếu tố thị trường là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến các vấn đề mà sản phẩm. Mặc dù là cái ý tưởng rất mạnh mẽ, mặc dù là cái ý tưởng rất là tuyệt vời, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, nhưng cái sản phẩm đó làm thế nào để đến được với tay người tiêu dùng lại là một con đường khác. Nếu như một sản phẩm chúng ta có những cái hàm lượng chất xám rất cao, nhưng lại có một cái lượng khách hàng lại là chỉ cần là bình dân thôi, thì như vậy cũng chưa hẳn là khớp lại được. Tức là nó phải phù hợp với đối tượng khách hàng. Và hình như tôi nhận thấy một cái thứ này, một cái điểm chung ở chỗ là hầu hết các doanh nghiệp trên toàn thế giới luôn, chứ không phải nói riêng cho An Home và Việt Nam đâu, nó khoảng trên 40% những doanh nghiệp lý do họ phải đóng cửa là lý do về sản phẩm. Đó, thì cái việc này chính là một cái yếu tố để chúng ta nhìn ra được. Cái yếu tố thứ hai rất là quan trọng mà chúng ta nhìn ra được cái đó chính là cái vốn. Nói câu chuyện vốn thì doanh nghiệp nào cũng thiếu vốn, nhưng khi đã có vốn rồi, rất nhiều doanh nghiệp cũng có thể hoàn toàn gặp khó khăn. Mặc dù có vốn nhưng vẫn gặp khó khăn là lý do không có năng lực về quản trị tài chính, về những làm thế nào để thanh khoản đầu vào và cũng như đầu ra mà lãnh đạo doanh nghiệp đó không kiểm soát được, thì cũng hoàn toàn cũng có thể gây ra họ khó khăn. Cái yếu tố thứ ba là yếu tố phổ biến cho những doanh nghiệp mà giống An Home cũng sẽ tương tự như vậy, đó chính là về vấn đề nhân sự. Có rất nhiều các doanh nghiệp thành công rồi nhưng sau đó thì nó tan rã vì không hợp tác được với nhau, không xây dựng được các cái đội nhóm thành công được. 3 cái yếu tố đó đều liên quan đến một vấn đề, đó là vấn đề trí thức, vấn đề giáo dục. Và cái chương trình hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo, đề án cho khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội đã tập trung vào những vấn đề đó vô cùng quan trọng như vậy. Và trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Hà Nội đã thực sự là trong những năm qua mà tôi đã được chứng kiến và tôi đã đi cùng trong các cái chương trình của trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ đã làm vô cùng tốt. Sau khi lắng nghe ý kiến của hai anh chị thì chúng tôi thấy được rằng là rõ ràng là nhờ cái sự hỗ trợ rất là hiệu quả từ đề án 4889 mà con đường khởi nghiệp của các doanh nghiệp cũng trở nên là bằng phẳng hơn, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi được biết là bên cạnh việc hỗ trợ về mặt cơ chế chính sách thì
đề án 4889 còn tạo ra cái vườn ươm khởi nghiệp, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp họ có cơ hội học tập, nghiên cứu, mà còn tạo ra được cái mối liên kết rất là chặt chẽ từ cơ sở đào tạo với cái đơn vị thực hiện dự án. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này trong phóng sự tiếp theo của chúng tôi. Phần mềm quản lý vận tải CETA được một nhóm bạn trẻ thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải quản lý, quản trị doanh nghiệp của mình một cách khoa học hơn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Lấy ví dụ, một nhân sự quản lý phương tiện trong một ngày, nếu không được hỗ trợ bởi công nghệ, điều hành tối đa 10 đến 15 phương tiện. Tuy nhiên với CETA, cũng nhân sự ấy hoàn toàn có thể điều hành một lúc từ 30 đến 45, thậm chí nhiều hơn phương tiện. Phần mềm CETA thì giúp các doanh nghiệp vận tải có thể chuẩn hóa và tập trung toàn bộ các cái quy trình vận tải lên trên cùng một nền tảng. Ba đối tượng chính sẽ sử dụng cái nền tảng này là một, thứ nhất là bên khách hàng của công ty vận tải, thứ hai là phía bên công ty vận tải và thứ ba là đối tượng tài xế. Mỗi một đối tượng sẽ sử dụng một cái nền tảng, một cái web và app khác nhau. Tuy nhiên thì nó vẫn được tích hợp trên cùng một nền tảng để có thể chuẩn hóa được toàn bộ dữ liệu. Ý tưởng thiết kế phần mềm quản lý vận tải nảy sinh từ ý tưởng của nhóm bạn tham gia cuộc thi do Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, một trong những vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo, với sự hỗ trợ từ phía nhà trường, các thầy cô cũng như đội ngũ sinh viên giàu nhiệt huyết. Phần mềm CETA ra đời tạo bước ngoặt trong hoạt động vận chuyển, góp phần hạ giá thành vận tải, hướng đến số hóa ngành logistics, gia tăng khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất trong nước trong tương lai. Việc sử dụng phần mềm thì sẽ giúp doanh nghiệp logistics tiết giảm rất là nhiều chi phí ở nhiều khâu trong quá trình vận hành. Hơn nữa là gọi là đặc biệt là sẽ phát hiện ra được rất là nhiều những cái vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp và giúp chủ doanh nghiệp ra được những cái quyết định tốt ở trong vấn đề kinh doanh. Các đề án như đề án 4889 của Ủy ban thành phố đầu tư cho nhà trường thông qua việc đầu tư vào cơ sở vật chất vườn ươm, không gian làm việc chung và tạo điều kiện cho nhà trường tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để đảm bảo cho cái quá trình hoạt động khởi nghiệp được hiệu quả và mang tính chất thiết thực cho xã hội hiện nay. Vai trò của các trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được thể hiện rất rõ ràng trong đề án 4889. Đặc biệt với vai trò vườn ươm khởi nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã và đang hỗ trợ rất tốt các ý tưởng khởi nghiệp từ sinh viên, từ đó tạo ra động lực, cảm hứng cũng như môi trường thích hợp cho các dự án khởi nghiệp được hình thành, phát triển một cách bền vững, có định hướng. Thưa chị Yến, trong vai trò là một startup thì chị nhận thấy tầm quan trọng của những vườn ươm khởi nghiệp như thế nào, đóng góp thế nào tới quá trình phát triển? Cái vai trò của vườn ươm ấy thì nó là một cái điểm tựa cho tất cả những các doanh nghiệp khởi nghiệp và những cái đơn vị mà bắt đầu chập chững đi vào con đường kinh doanh, thì họ làm được rất là nhiều những cái điều mà bản thân cái chủ doanh nghiệp cũng như là các cái founder khi mà sáng tạo khởi nghiệp cũng như là khởi nghiệp đó, thì nhất là các vấn đề về mặt bằng, họ cũng đã hỗ trợ cho các cái chỗ ngồi hoặc là các cái đăng ký kinh doanh hoặc là các cái vấn đề liên quan đến kết nối các cái nhà đầu tư, thì những cái vấn đề về vốn và những các vấn đề về quản trị ban đầu, định hướng mentor, thì tôi thấy rằng là các cái vườn ươm họ đang làm rất tốt cái việc này. Đợt vừa rồi thì tôi cũng tham gia bên bộ cách đầu tư cái chương trình mentor cho các cái chương trình khởi nghiệp sáng tạo. Thì chúng tôi tham gia vào các cái dự án khởi nghiệp khi mà các cái dự án đó bắt đầu lăn trinh ra và đi kêu gọi vốn, thì các bạn sinh viên ở trong các trường thì họ rất là còn non trẻ và họ chỉ say mê sáng tạo thôi, và họ chỉ tập trung vào các vấn đề sản phẩm của họ thôi, và các cái yếu tố từ khâu trình bày hoặc là tài chính như thế nào trong cái vấn đề mà họ lập ra một cái dự án đó, hoặc là họ cần phải lập pháp nhân hay không lập pháp nhân, hoặc là họ cần phải trình bày cái bài 5 phút, 7 phút của mình trước nhà đầu tư như thế nào, thì tất cả những các cái yếu tố đấy họ còn đang rất là non trẻ, họ không có kinh nghiệm, trải nghiệm trong cái vấn đề đó. Đối với chúng tôi là những người đã khởi nghiệp và cũng đã tham gia thương trường rồi và đã thành công rồi, thì chúng tôi thấy rằng là rất cần trong cái công tác là mentor họ, để họ có thể là nhận ra được cái con đường đi đúng đắn của mình, và họ nhất là họ có một cái niềm tin vững vàng bên cạnh mình, có những người chúng tôi ở đây thì ví dụ tôi thì chuyên về hỗ trợ họ trong cái vấn đề về kế toán, về tài chính, về các vấn đề về pháp lý thuế đó, thế thì hoặc là các vấn đề về quản trị vận hành, thiết lập hệ thống quản trị khi mà họ có thêm nhân sự, họ có thêm các cái
nhân viên vào để họ điều hành một cái doanh nghiệp đó thì họ lúng túng trong cái khâu thiết lập hệ thống đó, thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ họ, định hướng cho họ để họ có thể là vững vàng hơn, có một cái niềm tin để họ làm sao đấy để phát triển được cái doanh nghiệp của mình. Vâng, chúng ta đã bàn luận rất nhiều về đề án 4889 rồi, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn muốn lắng nghe thêm ý kiến phân tích sâu hơn nữa của tiến sĩ Đinh Việt Hòa. Tức là bên cạnh những đề án như là 4889 thì có lẽ chúng ta cũng cần rất nhiều cái chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo khác để giúp cho cái quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn, phải không ạ? Tôi cho rằng ngoài các yếu tố của cái đề án mà thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm thì cái đề án 844 của chính phủ cũng đang vận hành một cách rất mạnh mẽ. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ mạnh mẽ ở thành phố Hà Nội mà không có sự kết nối với các tỉnh thành khác thì e rằng nó cái sâu chuỗi của mình nó cũng không thành liền mạch. Nó không liền mạch. Và như vậy thì tôi cho rằng cái công việc, cái chính sách, cái đường lối hay là cái chương trình đặc biệt, chương trình 4889 của thành phố Hà Nội ấy, nó sẽ kết nối vào một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái sâu chuỗi sức mạnh tập thể từ các tỉnh thành khác cũng kết nối với thành phố Hà Nội của chúng ta trong thời gian tới mạnh mẽ hơn. Để tổng kết lại cho câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời đánh giá lại một lần nữa tính hiệu quả của đề án 4889 nói riêng cũng như các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp nói chung trên cả nước. Và đặc biệt là trong thời gian tới, những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo sẽ cần được triển khai như thế nào để phù hợp với thực tế ạ? Như cá nhân tôi thì đánh giá rất cao về chương trình này. Và chương trình này sẽ thực sự hiệu quả. Tôi mong rằng cái tính hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt như thông qua chương trình truyền hình của VOV như hôm nay chẳng hạn. Đó là cái chương trình về chúng ta phải truyền thông. Bởi vì chính sách có hay có hiệu quả hay không phụ thuộc vào cái vấn đề truyền tải thông tin giữa cái hoạch định chính sách, giữa chương trình của thành phố Hà Nội xuống được với lại các doanh nghiệp. Thì cái chương trình ngày hôm nay tôi cho rằng sẽ là một cái chương trình rất là hữu hiệu. Từ đó những người hoạch định chính sách, những người quản trị như là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội là người trực tiếp triển khai cái đề án này, thì thông qua cái chương trình này tôi cho rằng sẽ là một cái góc độ kết nối rất tốt. Với cá nhân tôi là chủ tịch của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, nói chung cũng sẽ có rất nhiều các cái chương trình cho doanh nghiệp doanh nghiệp thành phố Hà Nội và đặc biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô nói riêng, sẽ có nhiều các cái chương trình truyền thông hơn để mà truyền tải cái đề án, cái giá trị của đề án 4489 này xuống đối với doanh nghiệp và đối với cho những cái người mà có khát vọng khởi nghiệp, đặc biệt về khởi nghiệp sáng tạo. Không biết là chị Yến có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Cảm ơn MC Hải Linh. Tôi thấy rằng là cái đề án này thì rất là tuyệt vời. Cũng như anh Hòa có chia sẻ đấy, thì đề án này thì hiện nay đang diễn ra, hầu như là diễn ra ở các trường đại học và cao đẳng. Còn ở bên ngoài thì tôi cũng không thấy nhiều người biết đến. Bởi vì là họ đã ra trường rồi và họ đã đi làm một thời gian rồi, sau đấy thì họ khởi nghiệp. Chính vì thế mà nhiều khi họ cũng khởi nghiệp và cũng khởi nghiệp sáng tạo đấy, nhưng mà họ cũng không biết được là mình đang trong thuộc diện khởi nghiệp sáng tạo, và họ đôi lúc họ cũng không biết tìm kiếm ở đâu, tìm đến các vườn ươm hay là tìm đến những các cái nhà mentor để họ có thể được nhận được những các cái giá trị và cái sự định hướng để làm sao họ có thể đi đúng được cái đường băng của mình và để cất cánh được, để đưa cái doanh nghiệp của mình phát triển hơn nữa. Và bản thân tôi thì hiện nay vì chính vì tôi tiếp xúc rất là nhiều các cái doanh nghiệp, cho nên tôi biết được là có rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ở bên ngoài thì hầu như họ cũng chưa được truyền thông hoặc là họ cũng chưa biết đến các cái chương trình đề án khởi nghiệp này đâu. Cho nên là rất hy vọng là chương trình của chúng ta cũng như là các bên vườn ươm chúng ta lan tỏa hơn nữa các cái giá trị của đề án 4489 đến rất là nhiều các cái người dân trên đất nước Việt Nam để họ có thể biết đến cái chương trình này và họ tìm đến cái sự hỗ trợ từ các cái nhà định hướng, tìm được gọi được vốn rồi là đưa những các ý tưởng đấy thành hiện thực. Thực sự là sau khi lắng nghe ý kiến của hai anh chị thì tôi chắc chắn một điều rằng là các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đang loay hoay trên con đường khởi nghiệp, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Vì đơn giản họ không hề cô đơn, phải không ạ? Họ không hề một mình. Họ sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ lớn từ cơ chế chính sách của nhà nước. Ví dụ như là từ đề án 4889 của thành phố Hà Nội chẳng hạn. Và chúng tôi cũng hy vọng là bên cạnh đề án 4889 thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hay hơn, thiết thực hơn để giúp cho Việt Nam chúng ta sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Một lần nữa rất cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.